tiếp theo tập trước nhìn thấy hai thằng kia gọi mình đi lang xương nói với la chính ly uyên tộc cứ đi theo bọn họ trước cả 11 tầng đều bị ly uyên tộc khống chế những tộc khác chỉ cần đi qua thì phải nộp hồn nan la chính thắc mắc một tay che trời sao các tộc lớn sao lại không liên thủ chống lại bọn tộc ly uyên hống hách nói muốn phi thăng hoặc quay về thì xếp bên trái muốn ở lại tầng 11 xếp hàng bên phải đi xếp hàng lang xương nói với la chính chúng ta xếp bên trái phía sau ly uyên tộc còn có một chủng tộc lớn ở trong bỉ ngạn ủng hộ cho dù là thế lực siêu cấp cũng không muốn gây phiền phức la chính liền hỏi vậy nộp bao nhiêu hồn đan nhưng rất nhanh đám tộc ly uyên đã lớn tiếng thông báo một vạn viên cho dù là lên xuống hoặc ở lại đều phải nộp mấy đứa liền phản ứng đây không phải là chặn đường cướp rồi hay sao nửa canh giờ sau la chính với lăng sương bước lên cuối cùng cũng sắp đến chúng ta rồi vừa hay lúc này có một cô gái trẻ van nài bọn kia ta chỉ có tám viên hồn đan các đại nhân có thể châm chức một chút được không đây là một thiếu nữ nhân tộc tên là lam tình thằng kia lại nói hồn đan không đủ thì đi khổ dịch đi 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 lam tình lại nói vậy thì ta sẽ quay lại tầng 10. tên kia tức giận nói cũng là một vạn không có thì cút đi làm phục dịch lam tình tán thành được rồi vậy thì ta phục dịch là được rồi la chính nhi nhìn lam tình liền nhớ đến la yên cô ta nhìn còn nhỏ hơn cả yên nhi thế là hắn động lòng bước lên phía trước nói chờ một chút cô ta thiếu hai nghìn ta sẽ giúp cô ta bỏ ra lam tình vui vẻ reo lên thật sao cảm ơn vị công tử này ta nhất định sẽ trả lại cho người tên tộc ly uyên kia cười phá lên ha 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 trả thay thì là cái giá khác đấy của cô ta phải tăng lên 10 vạn bản thân ngươi cũng phải 10 vạn la chính tỏ vẻ bất bình hỏi lại tăng giá ngay tại chỗ sao thằng kia bật lại sao thế cả diệu tông thiên đều là người của ly uyên tộc ta ta nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu lam tình nói nhỏ với la chính thôi bỏ đi ta phục dịch cũng được la chính bên này cay cú nói được 20 vạn ta trả lăng Sương ném ra một đống hồn đan rồi nói hai hai mươi vạn hồn đan ở đây Tên canh phòng kia vẫy tay cho La Chính với La Tỉnh qua rồi nói, "Được hai người các ngươi qua." Sau đó lại chặn Lăng Sương lại, "Nhưng mà ngươi, hi hi hi, phải trả một trăm vạn, bởi vì hai người bọn họ đều là ngươi trả thay." Nghe xong, Lam Tỉnh giật mình kêu lên, "Cái gì?" Còn Lăng Sương đưa một viên kết tinh linh hồn ra nói, "Ta không có nhiều hồn đan như vậy, những kết tinh linh hồn này có lẽ là đủ rồi chứ?" Gã tộc nhân của tộc Ly Uyên vui vẻ chấp nhận, "Cũng được." Lăng Sương thấy thái độ bất bình của La Chính, thế là khuyên giải con chó điên này chúng ta chỉ là trung truyền ở đây, tránh tranh chấp với bọn họ thì tốt hơn. Nhưng La Chính lúc này máu chó đã nổi lên, gặp đám giám cướp của mình thì anh ta sẽ chơi lại. Thế là nói với Lăng Sương, cô hãy đi đến tầng 12 đợi ta trước. Nói rồi lập tức biến mất. Lăng Sương lo lắng kêu lên, "Này, ngươi đi đâu vậy?" La Chính đổi qua thân xác rồi xuất hiện ở tầng 4 thần miếu Thiên Cung. Hắn vừa vào đã thấy một đám đệ tử Thiên Cung đang hấp tấp chạy đi. Một tên nói với đồng bọn, "Bên đó cũng phải tăng cường phòng thủ mau lên một chút." La Chính ngạc nhiên hỏi, ở đây bị làm sao vậy tộc hữu hùng lại tới nữa rồi sao thằng kia đáp lại thiên hành đại nhân có việc không biết tầng 4 xuất hiện một ma hút hồn la chính ngạc nhiên hỏi ma hút hồn thằng kia giải thích nghe nói có không ít dị tộc bị hút hồn rồi thủ đoạn rất là đáng sợ vì thế thiên cung cũng đã tăng thêm phòng thủ rồi la chính kinh ngạc hỏi tiếp chiếm đoạt linh hồn sao bỉ ngạn thật sự là không chuyện gì không có vậy thì các ngươi nhanh đi đi la chính lại nghĩ tiểu xương vẫn còn đang đợi mình trước tiên không quản ma hút hồn này nữa Thế rồi hắn nhanh chóng đi đến tầng 11. Mấy thằng của tộc Ly Uyên đang ở đây lập tức hoảng hồn khi nhìn thấy La Chính. Đây, đây là thân xác. Lẽ nào cái tên đập thần miếu hữu hùng kia sao? Ai mà biết được hắn trông như thế nào. Nói nhỏ tiếng một chút, nhớ đừng chọc đến hắn là được rồi. Lập tức thằng lính canh tỏ vẻ khách khí hỏi: "Vị này, ngài có chuyện gì không?" La Chính lạnh giọng nói: "Cho ta 100 triệu hồn đan." Thằng kia giật mình kêu lên: "Cái gì? Muốn ta cho ngài 100 triệu hồn đan sao?" La Chính xác nhận: "Ngươi nghe không sai đâu." thiếu một viên ta sẽ đem địa bàn của ngươi san bằng. Thằng kia nghe xong nổi điên lên quát, ngươi thân xác cũng không thể kiêu ngạo như vậy được. Giao huấn hắn cho ta, lập tức cả đám tộc ly uyên sông vào muốn chơi chết la chính, la chính đứng im tại chỗ cho bọn kia cầm thương đâm vào người. Thế nhưng toàn bộ những ngọn giáo này đều không có tác dụng, nhưng mà thương linh hồn cũng không đâm hắn bị thương được. La chính chừng mắt nói lớn, đổi lại ta giáo huấn các ngươi nhé. Nói rồi la chính đầu một thằng ném mạnh xuống đất, lập tức tên này hồn phí phách tán. Mấy thằng khác sợ hãi kêu lên, quá quá mạnh rồi nhanh đi tìm uyên linh tộc thế là chúng nó vừa chạy vừa dọa la chính ngươi hãy đợi đấy cho ta lúc này một tên khác tốt bụng nhắc nhở anh hùng cẩn thận đấy uyên linh tộc là sinh linh bỉ ngạn nghe nói cũng là thân xác la chính cảm kích nói cảm ơn đã nhắc nhở sau đó nhìn vào một bức tường cao rồi hỏi đó là thành của ly uyên tộc đúng không rất nhanh la chính đã đến chân tường thành hắn đặt tay lên tường để mạnh một cái lập tức bức tường đã bị phá ra thành một cái lỗ lớn một tên hoảng hốt thông báo có người muốn phá hoại thành tường là một thân xác làm la chính nhìn tòa nhà phía trước rồi khen ngợi nhà này xây cũng đẹp đấy chỉ có điều là dựa vào cướp đoạt của tộc khác mà có được đương nhiên là phải tháo ra rồi la chính tiện chân sút một phát tòa nhà đã đổ sập đột nhiên có tiếng kèn hiệu vang lên la chính ngạc nhiên hỏi là tiếng kèn à sau đó lại nhìn sang mấy con chim đang bay tới la chính chép miệng bọn nó chính là người của uyên linh tộc mấy thằng tộc ly uyên reo lên tốt quá rồi uyên linh kỵ sĩ tới rồi tên tiểu tử đó chết chắc rồi la chính thẩm nghĩ, sinh linh bỉ ngạn của tầng 11, thân xác chiều cao đều lớn hơn ly uyên tộc sẽ mạnh đến nhường nào đây la chính chưa kịp suy nghĩ thì đã bị bọn kia xông đến đánh hội đồng thế nhưng bọn này tuổi gì mà đòi ăn la chính hắn tung người né tránh mũi thương đâm tới bất ngờ phía sau la chính có một thằng lao đến úp sọt chờ cho cây thương tới gần la chính đưa tay tóm lấy đầu thương thằng kia giật mình kêu lên hả thế nhưng la chính đã giật lấy cây thương la chính chém liên tiếp vào người con chim mấy nhát rồi nói rất tốt dùng thương của ngươi đâm vào chim ưng của ngươi thuận tiện thuận tay người tiếp theo cần đâm không phải là chim ưng nữa đâu cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye